Xin kính chào quý vị khán giả của Chuyện nước Mỹ. Thưa quý vị, được hình thành cách đây khoảng 50 triệu năm, hai công viên là Bryce và Zion ở bang Utah, Mỹ đã trở thành những điểm đến không thể bỏ qua đối với những du khách ưa khám phá thiên nhiên. Và một trong những lý do khiến cho du khách vẫn tiếp tục quay lại nơi đây, đó chính là việc thiên nhiên được giữ gìn như chính những gì nó đã có. Cùng với chúng tôi khám phá hai công viên này trong phóng sự ngay sau đây. Sau gần 4 giờ lái xe từ Las Vegas, trải qua nhiều cung đường với những núi non hùng vĩ và thảo nguyên trù phú, du khách đã có thể đặt chân tới công viên quốc gia Zion và sau đó là Bryce, bang Utah. Sau 3 năm Covid, khách trở lại đã đông như trước. Chúng tôi sẽ đón khoảng 20.000 lượt khách trong hôm nay. 20.000 người chỉ trong một ngày. Đúng thế, đó là số lượng bình thường cho cuối tuần vào mùa này. Trước Covid, mỗi năm các công viên quốc gia đón tới hơn 230 triệu lượt khách, đóng góp một phần không nhỏ vào nguồn thu cho nền kinh tế Mỹ, ước đạt 28,6 tỷ đô la Mỹ và tạo ra hàng trăm ngàn việc làm. Ngoài tiền vé phương tiện vào công viên, du khách sẽ chi tiền thêm cho ăn ở. Họ có thể chọn ở khách sạn lớn hay căn nhà gỗ nhỏ bé, hoặc là thuê một khoảnh đất và tự lo mọi thứ. Với một ngôi nhà di động thế này, anh có thể đi khắp nơi. Kiểu nhà loại này sẽ không thể sống lâu dài được, nhưng lại rất dễ dàng móc vào sau xe tải hay chiếc SUV và thế là đủ cho kỳ nghỉ. Khi đã tìm được chỗ nghỉ ngơi cho gia đình, du khách có thể bắt đầu việc tự khám phá công viên bằng các cách khác nhau. Có người chọn đạp xe, nhưng đa phần sẽ chọn tản bộ hay leo núi cùng với người thân và gia đình. Chúng tôi cố gắng lên đây mỗi năm một lần, vừa là để rèn luyện sức khỏe, vừa để cho các con giảm dùng thiết bị điện tử, tập sống với thiên nhiên. Những lớp đá cát đa màu sắc được hình thành từ hàng chục triệu năm, xếp chồng lên nhau, tạo ra những cảnh tượng kỳ bí, thu hút du khách khám phá để tận hưởng thiên nhiên và để có những bức ảnh đẹp. Ở đây có những cái cây thông mà cảm giác như là hàng trăm năm tuổi rồi. Wow, ngọn núi đá cát quá là đẹp. Đây là hai viên đá rơi từ trên núi xuống này. Chỉ cần mài thế này thôi là biết lý do tại sao người ta gọi là đá cát. Tôi thấy họ cố gắng giữ mọi thứ đúng nghĩa là tự nhiên. Không có xây dựng, không gia cố hay lắp thêm điện. Nếu có cái gì đó rơi, đổ, họ cũng vẫn để đó, dù nó hơi nguy hiểm cho khách. Nhưng như thế mới đúng là tự nhiên. Chuyến hành trình khám phá công viên Zion và Bryce kết thúc bằng việc là du khách được đi qua hai cổng hầm được khoét ra từ những phiến đá kiến tạo cách đây hàng chục triệu năm. Đây cũng là hai công trình mà bang Utah xây dựng đầu tiên để mở cửa đón du khách vào tham quan các công viên quốc gia vào năm 1925. Lê Tuyển, phóng viên truyền hình Việt Nam từ công viên quốc gia Bryce tại bang Utah, Mỹ. Xin kính chào quý khán giả của Chuyện nước Mỹ. Cộng đồng người Việt đang làm việc và sinh sống tại Mỹ đang ngày càng khẳng định vị trí, vai trò trong đời sống của nước Mỹ, đóng góp vào quá trình phát triển cũng như đóng góp vào sự đa dạng của nước Mỹ. Nhiều lĩnh vực, ngành nghề trước đây vốn không phải là thế mạnh của người Việt như lĩnh vực trồng nho và sản xuất rượu vang ở khu vực bờ đông nước Mỹ thì bây giờ cũng đang dần trở nên phổ biến như câu chuyện được chúng tôi phản ánh sau đây. Những ngày đầu tháng 10 là thời điểm bước vào vụ thu hoạch nho của trang trại Thanksgiving Farm, bang Maryland, cách thủ đô Washington khoảng 1 giờ lái xe. Trang trại rộng 24 hectare với nhiều khu vườn khác nhau. Không đơn thuần là hái, những người thợ vừa hái vừa lựa chọn từng chùm nho và phân loại. Chùm có nhiều quả chín, thường nhiều hơn, được bỏ trong các thùng màu vàng là nguyên liệu sản xuất vàng đỏ. Những chùm xanh hơn, số lượng ít hơn, được để trong các thùng màu trắng làm nguyên liệu sản xuất vàng trắng. Anh nhìn đây, hai chùm với hai màu khác nhau, phải chia thành hai loại khác nhau đấy.
Để chuẩn bị cho vụ thu hoạch hôm nay, nhà vườn đã phải chuẩn bị trước cả năm. Đầu tiên là việc gia cố hàng rào như thế này để hươu, nai không vào phá gốc nho. Trang trại được bao bọc bởi rừng nguyên sinh nên cây hương, cáo, hươu, nai luôn rình rập phá gốc nho. Ngoài hàng rào, chủ vườn luôn phải đi kiểm tra các hố dạng như lỗ chuột và lấp ngay để ngăn chặn từ xa. Khi nho đậu quả, khoảng tháng 7, tháng 8, mỗi cành nho thường cho ra từ 5 đến 8 chùm. Nhưng để giữ chất lượng nho tốt, sẽ phải loại bỏ hầu hết cành nho phía gần ngọn. Chỉ giữ mỗi chồi 2 chùm sát gốc nhằm dồn dinh dưỡng cho 2 chùm này khi thu hoạch. Nho chín cũng là miếng mồi ngon cho nhiều loại chim ăn quả. Trang trại phải trang bị một loại máy phát ra các âm thanh rung rợn để đe dọa các loài chim. Nhưng biện pháp an toàn nhất vẫn phải bọc lưới xung quanh thế này trước thời điểm thu hoạch khoảng 2 tháng. Nhưng những loài ong hút mật thì phải chấp nhận do không dùng phân bón hay thuốc trừ sâu và mỗi năm chỉ là một vụ nên đất không bị bạc màu và đủ chất dinh dưỡng cho các vụ tiếp theo. Do ở vùng này thì được cái dinh dưỡng rất là tốt nên là không tưới và không có bón phân. Sau thu hoạch thì mình đổ hái tất cả hai nho tập trung hái và hái rất nhanh. Trong ở đây là có 4 cái vườn rất là lớn, vườn phía bắc, vườn đây là vườn phía đông, vườn phía tây, vườn bên kia là vườn phía tây và vườn phía nam và vườn phía tây bên kia. Thì mình phải thu hoạch nhanh và để trong cái kho lạnh. Để đóng lạnh khoảng 1-2 ngày thôi, bắt đầu mình xay. Quy trình sản xuất rượu vang trắng hay đỏ ở đây tuân thủ theo các tiêu chuẩn an toàn của chính quyền và các quy định của những nhà sản xuất rượu vang trong vùng. Mỗi ngày phải đảo hầm rượu như thế này, sau một năm chuyển sang thùng gỗ sồi nhập từ Pháp. Việc chọn thời điểm nho chín, thu hoạch và làm rượu rất quan trọng. Khi mà cái trái nho nó chín thì mình có cái máy đo đường, hoặc là nếu mà cần thiết thì mình máy đo đường đang ở nhà, nhưng mà mình chưa thì mình có thể nhìn lên ánh sáng những cái nho mà nó đen luôn, không thấy trong á, không thấy cái màu như vậy thì là chín. Cuối tuần đây là điểm đến cho cư dân địa phương và các đoàn khách du lịch. Họ đến để thử rượu và tận hưởng không khí yên bình của vùng nông thôn nước Mỹ. Cho dù đạt được nhiều giải thưởng và rượu vang ở đây được đánh giá cao, nhưng không dễ tăng sản lượng vì quy định tại đây không cho phép mua nho ở các nơi khác về chế biến thành rượu vang. Muốn tăng sản lượng buộc phải tăng diện tích vùng nguyên liệu, và để giữ uy tín, thương hiệu, từ vụ sau sản lượng tại Thanksgiving Farm sẽ được tăng do diện tích vùng trồng cũng được tăng lên. Mỹ hiện là nước sản xuất rượu vang lớn thứ tư thế giới và sản lượng lớn tập trung tại California, Oregon, Washington và New York. 4 bang của Mỹ sản xuất tới 95% tổng số rượu vang trên toàn nước Mỹ. Các bang còn lại thì chiếm cái tỷ trọng khiêm tốn. Nhưng mỗi nhà làm rượu vang thì vẫn có những bí quyết riêng của mình để tạo ra dù một hay nhiều loại rượu vang khác nhau. Thái Thanh, phóng viên truyền hình Việt Nam tại Mỹ. Kính chào quý vị khán giả của Chuyện nước Mỹ. Những chiếc xe hàng ăn lưu động như thế này đã là một phần trong văn hóa ẩm thực đường phố của nước Mỹ. Tuy nhiên, làm sao để những cái chiếc xe hàng ăn như thế này mang lại ẩm thực vừa hợp vệ sinh, vừa thuận tiện cho người sử dụng, đồng thời lại đảm bảo được môi trường văn minh đô thị là một vấn đề mà nhiều thành phố ở nước Mỹ có những cái quy định riêng để đảm bảo được những cái yêu cầu này. Mở cửa từ 6 giờ chiều đến 12 giờ đêm, xe hàng ăn lưu động này chuyên bán đồ ăn Mexico. Chỉ từ 2 cho tới 12 đô la Mỹ, tức là khoảng từ 50.000 cho tới 300.000 đồng, thực khách đã có bữa ăn nhẹ buổi tối. Gọn nhẹ, tiện lợi. Đồ ăn của họ khá. Đây có thể không phải là cửa hàng tốt nhất ở khu này, nhưng họ làm được và rất rẻ. Mở hàng ăn lưu động ở California không đơn giản, không khác gì mở một nhà hàng. Chủ xe không được xả rác nơi công cộng, không được dăng lều bạt hay bố trí bàn ghế bên ngoài. Hơn nữa, phải đáp ứng đủ các quy định chung của toàn bang, của quận hạt và cả của riêng thành phố nơi xe đang hoạt động, nhất là chứng nhận an toàn thực phẩm của quận hạt, giấy phép đăng ký kinh doanh tại bang và bảo hiểm lên tới 1 triệu đô la Mỹ.
thủ đô Washington DC lại có những quy định riêng với hàng ăn lưu động. Đối với những căn bếp trên hàng ăn lưu động, thành phố nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn cháy nổ và nhất là vệ sinh. Thực phẩm sống không được chế biến trên các xe, mà phải được nấu chín tại một cơ sở bếp được chứng nhận của Sở Y tế. Bọn em phải thuê một cái kitchen đầy đủ cái tiêu chuẩn để mình nấu nướng ở trong đấy, và trên xe mình có cái thiết bị giữ ấm, giữ nóng, giữ lạnh để mình đầy đủ mình bán ra cho khách thôi, chứ mình không được đồ nó nấu trên xe nó không đảm bảo. Làm cái này thì phải cần rất nhiều thời gian, vì khi mà mở được một cái xe này ít nhất tôi phải mất 6 tháng để làm các cái giấy tờ thủ tục và để kiểm tra và để thi qua những các cái gọi là để đầy đủ chứng chỉ của người ta cấp cho mình đi làm. Trước giờ cao điểm buổi trưa, nhân viên công lực của thành phố cũng bổ đi kiểm tra các xe bán đồ ăn lưu động, đảm bảo các xe này đủ điều kiện kinh doanh. Ngoài quản lý bằng giấy phép, hàng tháng thành phố Washington DC cũng tổ chức quay sổ số cho khoảng 500 lô kinh doanh bán hàng ăn lưu động và công khai kết quả trước mỗi đầu tháng để các chủ xe chủ động được lịch bán hàng. Như vậy, ngoài những chỗ đổ xe hợp pháp, chủ xe nào cũng có thể có cơ hội được kinh doanh ở những tuyến phố đông đúc mà không tiền đành nhau. Còn thành phố thì thu được tiền thuê mặt bằng và vẫn đảm bảo văn minh đô thị. Nhưng lợi nhất có lẽ là khách hàng. Nếu xe hàng ăn Việt ở đây, tôi sẽ ăn đồ Việt. Nếu không có, tôi có thể mua thịt nướng hoặc đồ ăn Mỹ, đồ ăn Trung Quốc. Hôm tới, anh Lực sẽ vào một con phố trung tâm để bán hàng. Doanh thu thì chắc sẽ nhiều hơn ở đây. Nhưng mà kinh doanh là như vậy, còn tùy thuộc vào khẩu vị khách hàng và chất lượng đồ ăn. Còn thành phố thì vẫn ngăn nắp và sạch sẽ, vừa đảm bảo trật tự, lại vừa tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ.